Huyện Bát Sát hiện có 156 người có uy tín tại các xã thị trấn. Nhiều người trong số này trở thành gương sáng tiêu biểu ở cơ sở. Đội ngũ người có uy tín huyện Bát Sát luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động các gia đình, dòng họ, cộng đồng thôn bản giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời lắng nghe phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc đến với Đảng, Nhà nước. Người có uy tín cũng tích cực tham gia giám sát các chương trình, giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân các dân tộc, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn.